Nó dở quá cười hả vậy? Hả? Có chồng mọi người. À, cặp Tú Quỳnh. Đây, ở đây anh có một hai cặp Tú Quỳnh. Anh xin lỗi, anh nhắc lại. Ở đây anh có một khoa bó hoa học Tú Cầu, đúng không? Cẩm Tú Cầu. Cẩm Tú Cầu. À, theo như anh nghĩ á, ông trời đang sắp đặt anh và em lần đầu gặp nhau, tìm hiểu và nhận lời trong vòng 7 ngày. Những người mình thích thì mình sẽ trao những gì đó, những món quà mà mình thích cho người đó. Tập 16. Mừng quá, có chồng rồi. Bảo và Dâu vẫn đang giữ chặt tình cảm cho nhau. Quý và Khôi cũng có phần rõ ràng hơn về đối phương. Học vẫn một lòng hy vọng ở Quý vào ngày mai có sự thay đổi bất ngờ. Minh và Kỳ vẫn đang còn mập mờ về tình cảm dành cho nhau. Còn Tuấn thì vẫn giữ tình cảm của mình dành cho Dâu. Vào thời điểm cuối cùng, ai sẽ nói lên lời tỏ tình, ai sẽ thành đôi? Mời các bạn cùng theo dõi. Trưa nay, hai phòng Cầu Vồng và Hướng Dương sẽ phải ăn trưa riêng vì vẫn còn đang trong thời gian cách ly. Biết nhà bển mấy bạn có ăn gì chưa trời? Mình ăn thì chắc cũng ăn chung luôn. Ê, còn ba thằng kia nó không ăn hả ta? Ủa, ai ăn riêng mà, có được ăn chung đâu. Người ta ăn đồ ăn ngon hơn mình nữa. Nói như này, ăn đây lấy sức, còn chuyện này ăn khóc. Tất cả mọi người đều nghĩ em ăn cặp đôi bí ẩn. Mà em nghĩ là anh nghĩ trong chương trình này có cặp đôi bí ẩn không? Anh nghĩ là có. Vẫn nghĩ có. Vẫn nghĩ là có. Ừ. Ai? Thì Toàn với lại Kỳ. Tức là anh nói là một lát Toàn lớn rồi. Ừ. Toàn lớn. Ừ, anh nghĩ vậy. Nếu như mà thí dụ anh Toàn không có thôi. Anh có thôi chứ sao? Thì nếu không, anh Toàn không lên là không có. Ừ. Chứ anh không có... Còn những người còn lại là sao? Đúng rồi, mọi cái suy nghĩ nào khác luôn hả? Không, không có suy nghĩ nào nữa hết. Cuốn này rồi. Anh hết đa nghi rồi. Có vẻ yêu nồng say. Yêu thật sự rồi, hết đa nghi rồi. Cái điều mong chờ nhất vào buổi tỏ tình là gì mọi người? Ừ. Mong chờ nhất. Ừ. Em tưởng tượng người ta đối xử với em như một đứa con gái vậy á. Biết điều mong chờ nhất là gì không? Thật đôi biết không? Em biết rồi. Tôi mà biết ăn là biết ăn, lấp Facebook hết. Em biết rồi. Lấp Facebook hết. Không chơi chung nữa. Quá giả dối, quá gian dối trong cái cuộc chơi này. Lừa gạt. Ừ. Hy vọng là không có. Em mà biết. Không hy vọng đây. Ông già, ông giống Quý mà là cặp đôi bí ẩn hả? Trời ơi, thiệt á. Đừng bao giờ tỏ tình đâu, trên đây nha, nó nhảy xuống luôn đó. Còn là cái hồ bơi, em nhảy xuống hồ bơi đâu. Em đã nghĩ tới tình huống đó và xấu nhất. Em vẫn kiên định nha. Thời gian trôi qua, địa điểm tỏ tình đã sẵn sàng chờ đợi giây phút trọng đại. Các chàng trai phòng Cầu Vồng đã sẵn sàng. Và bên nhóm Hướng Dương cũng vậy. Những lời tỏ tình được cất lên, vẫn còn một việc cuối cùng, đó là dự đoán về cặp đôi bí ẩn. Mùa 2, bo lớp này, Tuấn xin đón cái cặp đôi mà Tuấn suy nghĩ từ lúc mà ngày thứ 2 bước vào ngôi nhà chung. Và hiện tại suy nghĩ ấy nó vẫn giữ khư khư trong đầu của Tuấn. Đó là hai người là anh Minh và Kỳ, là cặp đôi bí ẩn trong ngôi nhà chung này.
Học cũng tình nghi một cặp, đó là Bảo và Khôi. Hai người nó có sự giống giống nhau điều gì đó, với lại nói chung là mình thấy nghi nghi thì mình nghĩ vậy thôi à. À, bảo lớp 12 Bảo suy đoán cặp đôi bí ẩn là sẽ là Quý và Tuấn ạ. Dạ. Bởi lớp mùa 2 Kỳ xin đoán cặp đôi bí ẩn là Tuấn và Minh ạ. Dự đoán là anh Minh và Kỳ ạ. Thì Quý dự đoán cặp đôi bí ẩn của chương trình là anh Toàn và Kỳ. Dầu xin dự đoán cặp đôi bí ẩn là Kỳ và anh Toàn. Trong bôi lớp mùa 2, Minh dự đoán cặp đôi bí ẩn Bảo và Tuấn. Anh đại diện nhóm Cầu Vọng thì có một món quà của ba thành viên trong nhóm luôn, mới vừa tập cách đây tầm 15 phút ha. 15 phút thôi. Thì ở đây cả ba tụi anh đều không ai biết nhảy cả. Thì cũng mới vừa tập nên thành thử có sơ sót gì á thì tụi em cũng coi như là một niềm vui và một món quà thật là vui vẻ nha. Không có chê. Có chút xíu lụng củng, chút xíu quên bài, nhưng mà dễ thương. Nói chung hôm nay ba anh mặc đồ rất là đẹp, match với nhau. Nói chung là tuyệt vời. Chị Rung. Cuối cùng thì giây phút quan trọng cũng đến. Và người đầu tiên bước lên là người yêu ơi, hãy nói con đường em sẽ qua, và anh sẽ chờ, và anh sẽ đợi, dù cho gió mưa giăng kín lối đi không tìm được thấy đường em, và để em chìm trong đêm tối tăm. Người yêu ơi, hãy nói em buồn em lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn nghẹn lời. Bây giờ thật sự anh không biết nói điều gì hết. Dạ. Hay hay dở hồi hộp á. Hay dở quá cười hả vậy hả? Có chồng mọi người. Có chồng mọi người. Sao em vui. Từ từ bà. Ok. Hello. Sao vậy? Sao lại hả? Thở dài vậy? Thở phào chứ. Thở phào đêm cười đó. Thật sự thì lần đầu tiên trong đời anh phải bóng làm cái điều như thế này. Và anh nghĩ là chắc sẽ không bao giờ mà anh có thể làm được như vậy. Đây chỉ mới là bắt đầu một bước đi để anh và em có thể bước đến với nhau. Thì những ngày qua, những gì mà hai đứa mình trải qua, vui có, buồn có những lúc giận hờn, thì anh càng ngày anh càng hiểu em hơn. Em nói là làm cách nào, phải như thế nào để em được hạnh phúc, thì anh đã tìm ra được đáp án đó rồi. Thì có nghĩa là chính bản thân anh phải hạnh phúc với những gì anh đã chọn, đúng không? Và anh mới có thể trao được hạnh phúc của mình cho em. Đi về cùng anh nha.
thì em cảm thấy em sẽ lựa chọn một ai đó họ sẽ thấu hiểu được những giọt nước mắt của em hơn là vô số người ngoài kia chỉ có thể thấy được nụ cười của em thôi. Em đồng ý. Cảm ơn em. Về nha. Chúc mừng Dâu và Bảo, cặp đôi đầu tiên của Boys Love mùa 2. Và lời tỏ tình tiếp theo liệu có thành công như vậy? Cảm ơn em. Sao mà ai cũng căng thẳng vậy? Quý không biết rằng là sắp tới đây á, sự lựa chọn của Quý á là người ta có chấp nhận hay không, nhưng Quý mong rằng là đây là lần Quý tỏ tình đầu tiên cũng như là duy nhất tại chương trình này. Thì thật ra thì mình có một thời gian ngắn, chương trình tạo cho chúng ta những buổi hẹn hò rất là lãng mạn và tạo cơ hội cho tất cả chúng ta gặp nhau. Thì ở đâu đó anh tìm được cái sự an tâm khi mà mỗi lần nói chuyện với em. Anh cảm nhận được cái ánh mắt của em, mặc dù em rất là ít nói chuyện, em rất là kiệm lời. Và khi mà xuất hiện chung tập thể với tất cả mọi người á, thì em rất là ít tương tác với anh. Nhưng mà trong ánh mắt của em, mỗi lần anh quan sát thì anh thấy rằng là em luôn có ánh mắt nhìn về phía anh. Có lẽ là do anh cảm nhận được hay là anh không biết đó là thật không, nhưng anh cảm thấy là mình có một cái duyên gì đó mà anh không biết được. Ở đây anh có một bó hoa cẩm tú quỳnh. Đây, ở đây anh có một bó hoa cẩm tú quỳnh. What? Anh xin lỗi, anh nhắc lại. Ở đây anh có một bó hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu, đúng không? Cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu. Ở đây anh có một bó hoa cẩm tú cầu. Thì cái bó hoa này á, thì em có biết là nó xuất hiện nhiều nhất ở đâu không? Em nghĩ là ở Đà Lạt là sẽ nhiều nhất. Chính xác. Đà Lạt là một nơi chứa rất là nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Là một nơi mà không khí ở trên đó rất là bình yên cho những cặp đôi mới yêu nhau, hẹn hò với nhau. Thì anh không biết anh sẽ hứa với em những điều gì. Thì anh chỉ mong rằng là nếu em nhận bó hoa này ngày hôm nay, thì anh hứa rằng là sau chương trình anh sẽ dẫn em đi xem cánh đồng hoa cẩm tú cầu được nhiều hơn và đẹp hơn như thế nữa. Dạ thì thật sự thì từ đầu chương trình tới bây giờ, khi mà được hỏi ai là người mà em có cảm xúc nhiều nhất trong cái ngôi nhà chung này, thì em chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là anh. Em hy vọng sau cái chương trình này thì mình có thể tìm hiểu nhau về hơn nữa. Dù kết quả nó có đi xa hay là đi gần như thế nào đi nữa, thì em chỉ hy vọng là mình cũng cho nhau một cơ hội. Em đồng ý.
giờ đây chỉ còn một chàng trai cầu vồng cuối cùng. Yes, yes, yes. Theo như anh nghĩ á, ông trời đang sắp đặt. Anh và em lần đầu gặp nhau, tìm hiểu và nhận lời trong vòng 7 ngày. Và đây cũng là một thử thách, 7 ngày anh và em xa nhau. Tôi biết hả? Anh tôi biết hả? Nổi gà luôn á. Bất ngờ quá trời luôn á. Đồ không tin luôn á. Xin chào tất cả mọi người, tụi mình là cặp đôi bí ẩn. Mình tên là Nguyễn Ngọc Minh, năm nay mình 27 tuổi. Và mình là Vương Kỳ, năm nay mình 22 tuổi. Tụi mình đã quen nhau được gần một năm rồi ha. Tụi mình quen nhau trong một cũng hơi bất ngờ. Là Minh là khán giả, Minh vô tình coi được cái tập Cơm Ao của Kỳ. Và những chia sẻ của Kỳ trong cái tập Cơm Ao đó, Minh cảm thấy được là nó có những cái đặc điểm chung, hoặc là những cái mối tình cũ của Kỳ cũng tương tự giống như Minh. Minh cũng muốn là tìm hiểu Kỳ, nhưng mà thật sự là mình không biết cách nào để mình tiếp cận. Thì Minh có lên Facebook, TikTok nè. Đó, mình tìm thì ra thông tin thì mình mới kết bạn. Lúc đầu tiên thì mình nghĩ là mình kết bạn để nói chuyện tương tác như thế nào thôi. Nhưng mà gửi lời kết bạn thì Kỳ chấp nhận. Mình cũng sợ, mình cũng hỏi là đây có phải là Facebook chính của em hay không. Kỳ trả lời và mình với Kỳ thì tâm sự nhau về chuyện gia đình, chuyện tình cảm, những mối tình cũ nó như thế nào thế nào. Đó thì cũng là trong cái dịp là gần Tết. Thì tối mùng 1 Tết, Minh có từ Long An chạy lên nhà Kỳ là ở Trảng Bàng để mà đi chùa chung với Kỳ. Rồi Minh mới rủ Kỳ là đi Vũng Tàu chơi. Tại vì công việc của Minh á, thì nó thời gian nó rất là nhiều. Minh sợ là không có thời gian để mà tỏ tình hoặc là nắm bắt. Minh dùng cái khoảng thời gian là nghỉ Tết đó để tỏ tình và để muốn dắt Kỳ đi chơi. Đó là coi như là từ chiều mùng 1 cho tới mùng 5 Tết là bắt cóc luôn. Bắt cóc đi theo nguyên cái mùa Tết đó luôn. Thì nói chung là cái thử thách cũng khoảng nằm trong 7 ngày ấy chứ, đúng không? Chiều mùng 5. Nói chung là hai đứa từ lúc mà gặp nhau mà để tỏ tình với nhau thì nó nằm trong khoảng thời gian là 7 ngày. Ừ. Và khi đến với chương trình này thì cái thời gian là 7 ngày là thử thách hai đứa thêm một lần nữa. Ừ. Cũng là khoảng thời gian 7 ngày. Thật sự á, tham gia chương trình anh muốn cho tất cả mọi người, kể cả bạn bè người thân, biết anh và em đang yêu nhau. Tại vì anh với em quen nhau chưa hề có một tấm hình đăng trên Facebook. Anh mong rằng em và anh sẽ cùng cố gắng phát triển về cuộc sống, về tình cảm, để cho mọi người nhìn vào sẽ không kỳ thị và có một cái nhìn đúng đắn hơn. I love you em. Thật sự là Minh và Kỳ quen nhau được một năm. Và cũng chính Vũng Tàu là cái nơi ghi dấu kỷ niệm rất là nhiều từ những ngày đầu gặp gỡ của hai đứa. Và hôm nay giống như là có một cái sự sắp đặt trước để đánh dấu một cái cột mốc, để cho hai đứa càng tiến xa hơn. Thật sự tham gia trong ngôi nhà chung á, mình phải giấu cái thân phận của mình, nó khá đặc biệt hơn là mọi người. Mình phải kềm chế cái cảm xúc của mình nhiều nhất có thể. Minh á, tính mình rất là ghen.
cái trò chơi tương tác của Kỳ, giữa anh Toàn và Kỳ á, khi mà ăn bánh á, thật sự mình rất ghen, nhưng mà mình cố gắng, đang cố gắng cười, nhìn và tương tác với mọi người. Cái đó là một cái sự rất là khó khăn cho mình. Nhưng mà mình tin ở Kỳ một điều là Kỳ cũng đang tương tác với mọi người để cho cuộc vui nó có phần thú vị. Đến với chương trình, mình muốn nói là một khi mình yêu rồi thì mình cứ yêu hết mình đi. Mình phải đặt niềm tin vào đối phương. Trước khi mình muốn họ đem lại cho mình thì mình phải đặt tình cảm vào và thật sự là tin tưởng họ, thì mình mới nhận được cái lòng tin ở đối phương. Mà khi tham gia chương trình này á, thật sự nó có rất là nhiều cái khó khăn đối với Kỳ và Minh. Kỳ và Minh từ lúc quen nhau cho đến ngày hôm nay chưa một giây phút nào mà, có thể là chưa đêm nào mình ngủ riêng hết. Chưa đêm nào mình ngủ mà bên cạnh không có một người ngủ cùng. Khi mà vô chương trình này thì nó có rất là nhiều cảm xúc. Ghen cũng có, buồn cũng có, giận hờn cũng có, vui cũng có. Lúc mà anh Minh tương tác với các bạn á, thật sự trong lòng Kỳ rất là ghen. Đặc biệt là khi anh Minh hai lần hôn chị hai của Kỳ. Nhưng mà có một điều là Kỳ tin tưởng tuyệt đối anh Minh, cho nên là Kỳ cũng cảm thấy nó không khó khăn lắm đối với Kỳ. Và Kỳ hy vọng là sau chương trình này, các cặp đôi cũng như là mọi người sẽ sống thật là hạnh phúc bên nhau. Bất ngờ, Học cũng có món quà cần được trao tặng cho một người. Món quà này là món quà tỏ tình của Học. Nhưng mà đã ba cặp rồi thì mọi người cũng hiểu rồi. Coi như đây là món quà Học sẽ chúc phúc cho một người mà Học thích. Và Học sẽ nói lên những cái gì mà Học suy nghĩ và tình cảm của Học đã dành cho người đó từ đầu chương trình tới giờ. Nói chung là mình phải nói hết. Nói hết đi cho nó nhẹ lòng, chứ thật sự để ở trong lòng nó rất là nặng và rất là mệt. Học xin phép Khôi cho Học mượn anh Quý chút xíu. Em mời anh Quý. Nãy giờ thì em rất là hồi hộp, rất là run. Nhưng mà thật sự cái trường hợp này em cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, đã chuẩn bị tinh thần trước hết rồi. Có thể là em với anh không thành cặp, không thành đôi được, không cùng nắm tay với nhau về được. Nhưng mà em cũng rất là vui, vì niềm vui đầu tiên là được tham gia mà chung với tất cả các anh và các em, nói chung là các em của em, là một niềm vui rất là lớn. Và cái thứ hai, nếu em được nắm tay một người mình thích về thì sẽ là một niềm vui đặc biệt hơn. Nhưng mà nói chung là coi như em xui đi. Em chuẩn bị hai món quà. Quà thứ nhất là một đóa hoa hồng màu xanh. Vì sao em tặng hoa hồng màu xanh? Đây là loài hoa em thích nhất. Hoa hồng xanh. Và màu xanh có nghĩa là sự hy vọng. Hy vọng tất cả mọi thứ. Hy vọng anh sẽ thuộc về em. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn giữ mối quan hệ này tốt đẹp với nhau. Và một chú gấu Doraemon rất là dễ thương. Đây là một hình tượng mà em rất là thích và rất là đam mê. Những người mình thích thì mình sẽ trao những gì đó, những món quà mà mình thích cho người đó. Và hôm nay em xin gửi tặng anh. Và em xin chúc cho anh và Khôi sẽ được mãi hạnh phúc và sẽ nắm tay nhau đi trên con đường mà mình đã chọn. Và mong là không phải là chúng ta không thành đôi mà chúng ta ghét bỏ nhau hay là không nhìn mặt nhau. Em mong là tất cả mọi người và các em của em, các anh ở đây sẽ
giữ một mối quan hệ bạn bè anh em, và chúng ta sẽ có gặp nhau trên một cái thời điểm nào đó nhất định nữa. Em cảm ơn mọi người. Sao đâu em cái đâu. Thì anh cảm ơn món quà này của em ha. Thì anh cũng biết rằng là cái biểu tượng Doraemon là cái món, là cái nhân vật mà em rất là thích từ xưa giờ, và cái màu xanh cũng là cái màu em rất là thích. Thì anh nghĩ là thời gian tìm hiểu của các bạn ở đây ngắn, và mỗi người có một sự chọn lựa riêng. Và anh nghĩ rằng là mình không thành cặp đôi ngày hôm nay, nhưng tuy nhiên em có được thêm tất cả các người bạn mới và tất cả mối quan hệ anh em trong gia đình. Và yên tâm, thì sau này, sau chương trình thì tất cả mọi người cũng vẫn gặp nhau như là một gia đình nhỏ, và tất cả đều có một cái kỷ niệm với nhau rất là tốt ha. Anh vẫn là người anh trai của em ha. Dạ, cảm ơn. Tuấn, chàng trai cuối cùng của phòng hướng dương, cũng có điều muốn nói. Dạ thì tất cả những gì tâm tư của em đều nói hết cho trước. Buổi tối ngày hôm nay em đã nói trước cho mọi người nghe hết rồi. Thì hôm nay em không có tỏ tình, nhưng mà hôm nay em chúc phúc. Em nắm tay vào cái đẹp không? Mượn cái nha, đừng ghen. Đây, em mượn tay anh coi. Lạnh ngắt nè. Rồi, được chút xíu rồi, nó ghen vậy. Thật sự thì vào ngôi nhà này thì em cũng nói anh hết rồi đó. Từ hồ bơi, rồi từ chuyến đi mua đồ ăn, rồi từ em nói là tất cả lời yêu thương em nói đầy cái nhà luôn á. Nếu mà cái nhà đâu có là em nói hết ở đó luôn, trừ cái toilet thôi á. Thì em cũng biết chắc chắn một điều là tình cảm anh không có dành cho em. Nếu đối với em thì nếu ngày hôm nay em cảm nhận được một tí xíu hy vọng thôi, em cũng tỏ tình với anh. Nhưng mà anh rất là kiên định, anh giữ lập trường một cách kinh khủng khiếp. Em làm bất cứ điều gì của anh, cho anh cũng không lung lay. Nên em mới thích anh ở điểm đó. Nếu mà thiệt sự á, đến ngày hôm nay em làm chuyện gì đó cho anh mà anh lung lay, anh bỏ Bảo, anh không chọn Bảo mà chọn em cũng sẽ từ chối anh. Bởi vì em đã nhìn thấy được cái sự ân cần chăm sóc của anh từng chút cho Bảo. Em ghen gì cái điều đó luôn á. Nhưng mà hôm nay em chúc phúc cho anh và Bảo. Hai người sẽ từ đây bước ra khỏi cái chương trình này sẽ hạnh phúc. Em chỉ chúc phúc cho anh như thế thôi. Cảm ơn anh cả. Thật sự thì anh cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Cảm ơn em đã quý mến anh. Đã quý mến anh. Đã quan tâm tới anh. Đã thích anh. Nhưng mà thật sự ngay từ đầu những gì anh cần nói anh đã nói hết rồi. Anh chỉ biết chúc em sẽ sớm thôi, sẽ gặp được người phù hợp với mình, yêu thương mình. Chúc em được hạnh phúc, tìm được hạnh phúc một nửa của cái cuộc đời, và đi cùng mình hết những quãng đời còn lại. Em chắc chắn là em sẽ hạnh phúc với những cái gì em làm. Em chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Thế nên anh đi về đi. Đi về với tình yêu của anh đi. Cho em hỏi là mình còn một món quà đúng không ạ? Em đi thôi chị. Nói hết rồi. Mình mở một viên dưỡng lạ. Vẫn còn một món quà cuối cùng. Món quà ấy là của ai? Cô là sao? Thật ra thì khi mà tới chương trình đó thì em cũng có một món quà muốn tặng cho anh, cũng như là thật ra thì em cảm thấy cái việc mà cái sự lựa chọn của anh á, em cảm thấy là nó khá là kiên định, cũng như là trong những thời gian vừa qua thì những cái thử thách mà em đặt những cái tiêu chuẩn của bản thân mình á, nhưng mà chẳng biết từ lúc nào nữa em cảm thấy là cái việc mà yêu bản thân mình á nó lại khó hơn là cái việc là yêu anh á. Nhưng mà nếu mà yêu anh là sai á thì em nghĩ em chưa bao giờ đúng á.
Tuấn xin đại diện tất cả các bạn ở trong ngôi nhà chung Boy Love, lớp Hao mùa 2 muốn nhắn gửi đến tất cả các vị khán giả của chương trình là mọi người ơi, nếu mọi người có mục đích, mục tiêu rõ ràng thì mọi người phải phấn đấu, cố gắng. Còn nếu các bạn nào mà muốn đến đây để tìm một người yêu, một người gọi là tri kỷ cho mình, hoặc là muốn đến đây để thử sức kiên nhẫn của mình, thì hãy đăng ký vào Boy Love, lớp Hao mùa phần sau nha mọi người. Và em muốn mong tất cả mọi người khán giả, không phải là cộng đồng LGBT nói riêng, mà tất cả mọi người luôn, ai xem chương trình thì cũng có một cái nhìn thật là khách quan. Và nói chung là hãy dành một sự yêu mến đặc biệt dành cho những cái cộng đồng LGBT, vì họ cũng là một con người và họ rất là tốt và giống như tụi em như bây giờ nè. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các vị khán giả của chương trình đã xem. Cảm ơn. Thì ở đây là quý đại diện cho tất cả các đôi đã có một happy ending được thành công viên mãn trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của chương trình. Thì quý chúc cho các bạn trong cộng đồng LGBT thì sau này hãy mạnh dạn, hãy đi tìm đối phương của mình. Nếu mà những ai mà đã qua cái tuổi hẹn hò, tuổi đôi mươi rồi, thì hãy cũng cố gắng tạo cho mình một khung cảnh lãng mạn để có thể tìm một đối phương và cho họ những cái buổi hẹn đầu tiên thật sự là lãng mạn, để có thể bắt đầu được một ấn tượng nhẹ đối với đối phương của mình. Và Quyết xin chúc các bạn đang xem chương trình Lớp Hao phiên bản Boy Love mùa 2 hãy chủ động đi tìm đối phương của mình và hãy bắt đầu tạo cho mình, bản thân của mình một cuộc hẹn lý tưởng và lãng mạn nhé. Boy Love mùa 2, ai cũng đẹp trai. Ôi, yêu ạ. Cảm ơn mấy chị, em đã có chồng à. Em cô đơn quá chị nào. Hai của em dễ thương lắm nha mọi người. Đến đây. Không ngờ thật sự luôn, thật sự em không nghĩ đến là hai người là cặp đôi biết hẳn luôn. Hơi bất ngờ luôn á. Không, thì thật sự rất ngưỡng mộ hai người, có diễn hay dữ vậy trời. Tôi không tin luôn. Ủa? Lừa đảo luôn. Lừa đảo từ đầu luôn. Vừa đưa nó vô. Ba hai đứa mình tôn nó xuống biển. Nên ném xuống hồ đi.